Đồng hồ thông minh MI BAND 5 Xiaomi, đồng hồ thông minh tích hợp nhiều tiện ích, đồng hồ thông minh hiện nay đang rất được các bạn trẻ ưa chuộng và sử dụng. Đồng hồ thông minh Xiaomi Mi Band 5 là lựa chọn tối ưu trong số đó, với thiết kế giống như các phiên bản trước vô cùng gọn nhẹ và thời trang. Phần mặt đồng hồ có thiết kế hình con nhộng màu đen kết hợp với dây silicon tạo nên sự trẻ trung. Năng động, thiết kế đơn giản nhưng lại không kém phần hiện đại với màu đen thể hiện sự năng động. Cá tính cho sản phẩm và cả người sử dụng, sản phẩm sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0, có khả năng kết nối điện thoại của bạn qua ứng dụng Mi Fit giúp người dùng sử dụng một cách tối ưu các tính năng có trong sản phẩm. Hiển thị tin nhắn, cuộc gọi, thông báo từ các ứng dụng Zalo, email, tránh bỏ lỡ những thông báo quan trọng. Đặc biệt với hơn 30 giao diện khác nhau trên màn hình giúp bạn thể hiện phong cách của mình và thỏa sức với những đam mê yêu thích của bản thân. Bên cạnh đó, dung lượng pin cực khủng sử dụng tối đa lên đến 14 ngày nhưng lại tốn chưa tới 2 tiếng để đầy pin quá là tiết kiệm cho người sử dụng. Công dụng chính của sản phẩm, thiết kế kiểu dáng thể thao gọn nhẹ, dễ dàng sử dụng và cất giữ. Màn hình 1.1 inch cùng độ phân giải là 126 x 294 pixel có thể nhìn thấy các thông báo một cách rõ ràng. Mặt kính cường lực rất khó chảy sức tăng tuổi thọ sản phẩm, dây đeo silicon gọn nhẹ ôm sát cánh tay khó đứt và phai màu. Được trang bị 11 chế độ luyện tập thể thao chuyên nghiệp có thể giúp người tập theo dõi chính xác tư thế tập. Nhịp tim, lượng calo tiêu hao, khả năng chống nước tiêu chuẩn 5 ATM có thể chống nước ở độ sâu 50m giúp người dùng có thể thoải mái mang theo khi bơi lội. Tập luyện khi ra nhiều mồ hôi, có nhiều chức năng được tích hợp điều khiển camera từ xa. Phát nhạc trên điện thoại, kết nối với loa bluetooth và tai nghe không dây, chất liệu sản phẩm Mặt đồng hồ được ốp kính cường lực, dây silicon mềm nhẹ, thông số sản phẩm, thương hiệu Xiaomi, công nghệ màn hình AMOLED, kích thước màn hình 1.1 inch, độ sáng 450 nits, độ phân giải 126x294 p kết nối Bluetooth 5.0, cảm biến, cảm biến nhịp tim PPG, chống nước 5 ATM, sâu 50m. Thời lượng pin tối đa 14 ngày tùy mức độ sử dụng, bảo hành 6 tháng, giới thiệu về thương hiệu Xiaomi. Thương hiệu Xiaomi được đồng sáng lập bởi 8 đối tác vào ngày 6 tháng 4 năm 2010, có mặt trên thị trường 10 năm với những sản phẩm về điện tử đã tạo nên một thương hiệu Xiaomi bền vững và chiếm lĩnh một vị thế vững chắc trên thị trường hiện nay. Xiaomi hiện nay không ngừng phát triển và hoàn thiện mình để đem đến những dòng sản phẩm chất lượng, uy tín, an toàn đến với người tiêu dùng.